Xin chào cả nhà, bác sĩ vừa mới thực hiện xong một cái ca sửa mũi cấu trúc khá là phức tạp cho bạn gái đến từ Quảng Nam, bạn gái rất xa nhưng mà đã tin tưởng bác sĩ bay ra Hà Nội và chúng ta cùng xem cái tình trạng mũi trước của bạn đấy. Đó là ở cái góc độ thẳng thì các bạn thấy là cái sống mũi của bạn ấy thì gồ xương này, cái trục đầu mũi nó lệch này, hơi lệch qua bên trái này. Đó. Và ở cái góc nghiêng các bạn thấy là phần gồ xương khá là nhiều. Đó. Đó, đây là cái góc độ thẳng, mũi của bạn nó gồ này, đầu mũi cụp này. Thì đó, đây là các bạn thấy là gồ xương này, đầu mũi cụp, nó không có cái sự thanh thoát, không có sự bay của cái đầu mũi. Thì bác sĩ đã lông mũi cấu trúc, chỉnh hình để bật cái đầu mũi lên, sửa gồ và đặt sống mũi bằng dụng Lanofor. Chúng ta cùng xem cái dáng mũi ngay sau khi thực hiện của bác sĩ. Đó, nó đang có một chút cái sưng này. Okay. Rồi, nhìn đây chứ, nhìn tay bác sĩ đây. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta cùng so sánh một chút cái sự thay đổi của bạn. Em nhìn cái bên này nha. Đó, đây là một cái chút cái sự thay đổi của cái form mũi trước và sau của bạn đấy. Mũi trước của bạn thì không quá thấp, tuy nhiên thì nó gồ và nó không có cái form mũi, nhất là cái đầu mũi bị cụp. Đó, bây giờ dáng mũi bật lên là bạn ấy cũng muốn là cao và nó hơi sang một chút xíu. Thì bác sĩ đã cố gắng để chỉnh hình cái đầu mũi nó bật lên. Và cái sống mũi thì đặt cao nhưng nó vẫn có sự mềm mại, đúng không? Dạ. Rồi, em giao lưu một chút với bạn gái từ trong Quảng... Em ở huyện nào trong Quảng Nam? Em ở Tam Kỳ. Thị xã Tam Kỳ, gà Tam Kỳ đó hả? Cơm gà... Gà Tam Kỳ. Cơm gà Tam Kỳ. Ai giới thiệu với bác sĩ nhỉ? Dạ, em tự biết. Tự gặp một bạn gái tự tìm hiểu bác sĩ và bạn ấy từ trong... Quảng Nam đã bay ra Hà Nội, bay ra chiều hôm qua đúng không? Dạ. Rồi ok, soi gương rồi thấy kết quả. Dạ hài lòng bác. Ca của em là khá là phức tạp đó nha, làm dạ. Bình thường bác làm ca nó là tầm độ tiếng rưỡi, và một tiếng đến tiếng rưỡi ca của em làm hơn 2 tiếng ạ. Dạ. Hơn 2 giờ đồng hồ đó nha. Dạ em cảm ơn. Cố gắng hết sức tại vì bác thì cũng mong là em ở lại được vài bữa để bữa nào nó ổn định thì về. Em cảm ơn, chứ xa quá, con nhỏ này phải... chúng ta cùng xem một lượt cái form mũi của bạn đấy. Trong quá trình thực hiện thì có đau không? Dạ không. Rồi, ok. Anh nhìn ra đây. Rồi. Với mỗi một cái tình trạng mũi thì mình sẽ lên những cái form dáng khác nhau. Form dáng của bạn thì, gương mặt của bạn thì có một cái nét nào đó thì nó hợp với cao thì mình có thể làm cao, nhưng có những cái bạn gương mặt khác, đường nét khác thì chúng ta sẽ phải làm theo những cái đặc điểm khuôn mặt sẵn có của các bạn. Đó, nếu các bạn có những quan tâm nào về nâng mũi thì có thể gửi ảnh để bác sĩ hỗ trợ tư vấn cho các bạn. Còn cảm ơn em gái, giờ thì chút sẽ băng nẹp để cho em gái nghỉ ngơi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người. Chúc em gái mau bình phục nhé. Dạ, cảm ơn bác. Luôn thuận lợi trong công việc và cuộc sống. Dạ, ok, cảm ơn mọi người.